Những điều cần làm sau khi giảm cân. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sống Khỏe Phùng Hiếu, kênh chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng, luyện tập và lối sống lành mạnh. Tôi muốn chúc mừng bạn khi bạn đã đạt được cân nặng mong muốn của bản thân. Tôi thật sự ngưỡng mộ những gì mà bạn đã làm. Bạn là số hàng hiếm trong những người đã hoàn thành những việc mà không phải ai cũng thể làm được. Nhưng mà chớ có mừng vội, có phải bạn đang muốn xả hơi sau những ngày luyện tập và kiêng khem vất vả? Tôi biết bạn có suy nghĩ như thế mà, bởi vì chính tôi đã từng trải qua rồi. Tôi đã từng nỗ lực và kiên trì theo đuổi cân nặng của mình. Và tôi cũng giống như bạn, cũng thuộc loại hàng hiếm đã khiến vô số người ngạc nhiên sau nhiều ngày không gặp. Sao dạo này gọn thế? Cảm giác chiến thắng thật là sung sướng, pha vào đó là chút tự hào và chút tự mãn. Tôi rất tự hào về mình với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tôi đã quá chủ quan. Một chút tự mãn cộng với suy nghĩ muốn xả hơi cho sướng sau một thời gian dài nỗ lực, tự dặn lòng là nghỉ hết tuần này để lại sức, tuần sau bắt đầu luyện tập lại. Nhưng mà cái tuần sau ấy nó xa tít một tóc. Còn nữa, tôi cũng muốn thưởng thức lại những hương vị thơm ngon của những món khoái khẩu mà tôi vẫn thích ngày xưa, như khoai tây chiên, xúc xích phô mai, coca, mọi thứ thật là hấp dẫn. Và chắc hẳn các bạn cũng đoán kết quả, tôi đã tăng cân trở lại và còn hơn cả lúc trước khi tôi giảm cân. Làm đi thì không mệt bằng làm lại. Tôi đã rơi vào cái bẫy của sự ngu dốt. Lần đó tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu với một sức ỉ rất là lớn. Thực sự là một cơn ác mộng. Đúng là cái mồm làm tội cái thân. Đúng là cái mồm làm tội cái thân. Nhưng chẳng có gì là không thể. Không thể cam chịu thân hình úy của mình chậm chạp di chuyển mỗi ngày. Tôi quyết tâm chinh phục vinh quang một lần nữa. Và không lâu sau, với sự nỗ lực bền bỉ không ngừng, tôi đã đạt được vinh quang lần thứ hai và giữ cho nó đến tận bây giờ. Có lẽ giờ đây, thói quen ăn uống và luyện tập nó đã ngấm vào từng tế bào, trở thành một phần cơ thể của tôi. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì tôi đã làm sau khi giảm cân để có thể giữ được một vóc dáng mà mình đã nỗ lực rất là lâu mới có thể giữ được. Những bạn đã giảm cân thành công, những bạn đang và dự định bắt đầu, hãy xem hết video và chia sẻ thêm những kinh nghiệm mà các bạn biết nhé. Nào, ngay bây giờ hãy đến ngay thôi. Điều đầu tiên đó chính là không ngủ quên trên chiến thắng. Như mình đã nói ở phần đầu, điều này là nguyên nhân số 1 khiến chúng ta tăng cân trở lại. Chúng ta lơ là, dành thời gian để nghỉ ngơi và xả hơi quá nhiều, cộng với việc muốn thưởng thức lại những hương vị khó quên ngày xưa, thì đây chính xác là combo kết hợp để chúng ta bị đánh bại trên chính chiến thắng của bản thân mình. Hãy luôn cảnh giác với cảm xúc của bạn. Cảm giác tự mãn sẽ làm chúng ta lơ là, chủ quan. Mình đã đẹp như thế này rồi, nghỉ ngơi một vài tuần đâu có sao. Mình thèm ăn món này quá, ăn một chút chắc là không sao đâu, ăn nốt hôm nay thôi. Đừng để những suy nghĩ này đánh lừa bạn, bởi vì những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Hôm nay bạn khất lần tập thể dục, ngày mai bạn khất thêm lần nữa, chắc chắn sẽ có vô số lần tiếp theo. Hôm nay bạn muốn ăn thoải mái món này, ngày mai bạn thử món khác, chắc chắn sẽ có vô số ngày nữa bạn thử nhiều món khác. Điều thứ hai, duy trì chế độ ăn lành mạnh. Giờ đây các bạn có thể ăn thoải mái hơn, không còn phải kiêng khem đủ thứ nữa, vì cơ thể bạn đã ở trạng thái cân bằng. Chúng ta chỉ cần duy trì năng lượng cân bằng giữa nạp vào và tập luyện là ta sẽ giữ được cân nặng của bản thân. Hãy lập cho mình một thực đơn gồm các thực phẩm lành mạnh, nhiều rau xanh, hoa quả tươi, các loại hạt và các nguồn protein tốt như cá, thịt trắng, trứng. Bên cạnh đó bạn cũng cần tìm hiểu thêm về dinh dưỡng bằng cách đọc sách, tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để có thêm những kiến thức mới, những công thức nấu ăn mới, đa dạng phong cách ăn uống của bạn để duy trì sự khỏe mạnh một cách tốt nhất. Điều thứ ba, tập luyện thường xuyên. Như mình đã nói ở trên, giờ đây cơ thể bạn đã ở trạng thái cân bằng. Việc duy trì vóc dáng dễ hơn rất nhiều nếu bạn thực hiện việc nạp và xuất năng lượng cân bằng. Nếu chúng ta nạp nhiều năng lượng hơn việc tiêu thụ, thì phần năng lượng dư thừa chắc chắn sẽ khiến bạn tăng cân trở lại. Mấu chốt là ở chỗ này, hãy tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Bạn không cần phải tập các bài ở cường độ cao như trước nữa. Bạn có thể chọn những môn nhẹ nhàng hơn như chạy bộ để tăng sức bền, sự dẻo dai cũng như tăng cường ý chí của bản thân. Bạn có thể nghỉ ngơi sau những ngày dài luyện tập nhưng đừng để quá lâu, vì sự lười biếng có thể thế chỗ những thói quen mới của bạn bất cứ lúc nào. Điều thứ tư, theo dõi cân nặng thường xuyên. Điều gì không đo lường được thì sẽ không thể quản trị được. Nó cho thấy sự quan trọng của việc theo dõi cân nặng thường xuyên. Hãy luôn giữ bên mình chiếc cân và chiếc thước dây yêu quý mà bạn đã nâng niu trong suốt quá trình qua. Đừng vội bỏ chúng đi, bây giờ là lúc bạn cần chúng hơn bao giờ hết. Việc thường xuyên theo dõi cân nặng một số đo vòng 2 sẽ giúp bạn kịp thời phát hiện sự thay đổi cân nặng của bản thân và điều chỉnh tức thì trước khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nếu cân nặng của bạn tăng hoặc giảm so với cân nặng tiêu chuẩn thì hãy điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập để cân bằng lại. Điều đó là điều dễ dàng đối với bạn phải không? Điều thứ năm, hãy là thành viên của một đội nhóm. Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Câu nói mà chúng ta đã quá quen thuộc cho thấy sự quan trọng của việc tham gia vào một đội nhóm. Bạn đã nỗ lực không ngừng để có ngày hôm nay. Điều đó quả là tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ. Nhưng để giữ được thành quả sau bao ngày khó khăn và nỗ lực thì không phải là chuyện dễ dàng. Khi một mình, chúng ta rất dễ thỏa hiệp với bản thân để có thể tự chiều chuộng bản thân một chút, hay nốt hôm nay thôi, chả có ai biết được một số hổ. Nhưng nếu bạn ở trong một đội nhóm, có thể là đội nhóm cùng chơi một môn thể thao, hay là đội nhóm chia sẻ các kiến thức về dinh dưỡng, thì chúng ta sẽ thực sự mạnh hơn rất nhiều, vì mỗi nhóm sẽ có tôn chỉ và mục đích chung. Nếu một thành viên muốn tồn tại thì phải tích cực tham gia, nếu không thì sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Tham gia vào một đội sẽ giúp bạn giữ được kỷ luật và thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Bạn cũng có động lực hơn khi thấy các thành viên khác hoạt động sôi nổi, bạn cũng sẽ phải cố gắng chứ không thể đứng nhìn. Đó là một cách tuyệt vời để đánh bại sự tự thỏa hiệp với bản thân và vượt qua sự lười biếng. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Hãy luôn nhớ điều này, vượt lên trên người khác thì không có gì quan trọng nhất là vượt qua chính mình.
Hãy liên tục tiến lên, chinh phục những nấc thang mới trong cuộc đời. Dù bạn là ai, bạn đang có những thành tựu gì thì hãy tiếp tục cố gắng bước tới những bến bờ tương lai. Hãy chia sẻ video tới bạn bè, đồng nghiệp, người thân của bạn để chúng ta cùng thúc đẩy nhau mỗi ngày nhé. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.